bào ra rộng ký có 20. Ký 20 ngàn? Ờ, 15 ngàn có 20. Mà mấy ký rau muống cộng này bào được một ký rau muống kia? 2 ký. Nên rảnh đất không? Đó. Bao nhiêu đó rau muống là 2 ký, 20 ký rau muống là ký này bà bán nhiêu tiền? Dạ Bùi Hồi xin chào cô bác quý anh chị. Thì tiếp tục hành trình gom rau củ của mình. Hôm nay thì mình có dặn một cái bà cụ này thì trước đây chuyên làm nghề để mà cắt rau muống để bỏ cho những người mà bán bún riêu ở Việt Nam á cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ có sáng nay thì cụ chỉ bà Bảy này thì chỉ có sống có một mình thôi. Sáng nay thì bà Bảy, Bùi Hồ có điện cho bà Bảy để mà nói bà Bảy cắt rau muống. Một phần thì để ủng hộ cho bà Bảy. Hết qua luôn. Nhảy qua. 1, 2. Một phần để ủng hộ cho bà Bảy. Và phần còn lại thì mình muốn gửi vào những cái khu, khu cách ly, khu phong tỏa, hoặc là những cái trại rau không đồng, để ngày mai này sẽ phát. Và mình phát hiện một cái chiếc xe bà Bảy đậu đằng kia. Và mình đến đây để đi xuống lại gặp bà Bảy. Mình mới chạy vô nhà bà Bảy thì phát hiện bà Bảy ở đây. Ông chú mình ở trên đó. Lúa này cũng hơn một tháng rồi quá. Bà Bảy không biết bà cắt nhiều chưa nữa. Bà Bảy này thì lúc trước cái cô bác của anh chị Bùi Hồ có mở khẩu trang ra cho mát. Bùi Hồ có phát quà của các mạnh thường quân thì của chị Thu, gia đình của chị Thu và anh Tuấn á, thì bà Bảy này cũng có được nhận một cái phần quà hỗ trợ. Thì sáng nay mình hỏi bà Bảy là có cắt nữa không, thì bà Bảy nói là bây giờ dịch rồi không có đi đâu, không đi ra đi vô được, nên là nữa mình đến đây để tìm bà Bảy. Mà thấy bà Bảy lùi thụi đằng kia mà ông chú thấy mình cũng không có thấy nữa đó. Sống chỉ có một mình một thôi. Và mình cũng mua rau muống để giúp đỡ cho bà luôn. Bà Bảy này trước đây thì cũng ở trên trên cái xóm của mình, nhưng mà mình đi học lâu quá thì mình không có nhớ nữa. Nghe em chú lại nhắc lại vậy thì mình mới nhớ. Và mình điện cho bà Bảy lúc hồi sáng thì cũng gần 1 giờ, 11 giờ mấy á. Bảy đi cắt đến giờ luôn. Ôi, đây cô bác anh chị nè, có cái đám rau muống nè, thấy không, cảnh miền Tây, đây là cái cảnh miền Tây quê mình đây. Ồ, bà Bảy loại xa thiệt luôn á, và cả các lùi hụi của mình một. Thương ghê. Rau muống này là những cái cọng rau muống này là cọng rau muống đồng hết à. Cọng rau muống đồng thì ăn nó có nhiều chất sắt hơn. Chắc bảo bà Bảy cũng bất ngờ. Dạ. Sớm giờ hái nhiều chưa? 20 ký. Dạ? 20 ký hả? Bà hái hồi sáng giờ đây không hả bà Bảy? Dạ. À, hồi sáng con điện bà là bà đi tới giờ luôn hả? À. Thì con điện bà lúc đó cũng 11 giờ mấy, 12 giờ vậy á. Mệt không bà Bảy? Mà lội trầm mình dưới nước cực ha.
Bà Bảy là con nghe nói lúc trước đây bà Bảy là hái rau muống này là để đây là bán cho bỏ cho mấy bà bún riêu hả? Riêu không hả? Bây giờ bún riêu mấy ổng không cho bán rồi đâu có ai lấy đâu. Bún riêu không bán không ai lấy luôn. Bà Bảy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 73 tuổi rồi. 73 tuổi? Ừ. Ôi ôi. Bà Bảy cho con đeo này vô cái bảy. Đeo vô cái áo bà hái đi, bà hái bà làm đi. Rồi à, lúc trước là bà hái bún riêu là bà bào sẵn luôn hay vậy? Bào luôn. Bà bào sẵn luôn? Ừ. Mỗi 1 ký là nhiêu tiền? Bỏ bào 1 ký, bào ra là 1 ký có 20. Ký 20 ngàn. Ừ, 15 ngàn có 20. Mà mấy ký rau muống cộng này bào được 1 ký rau muống kia? 2 ký gì? 2 ký mới được 1 ký kia hả? Ừ. Còn mà bán sống bán cộng gì là được bao nhiêu tiền 1 ký? Có 5 ngàn ký. Mà bán cả này ít quá. Một lần bán còn nhiều, giờ bán có chủ một được có 6 ký 30 ngàn. Ừ. Hồi sáng này có bán được không? Có đâu, từ dịch tới giờ có bán bạc nào đâu. Không bán luôn. Ừ. Rồi hổng là hổng gà bà sống bằng cái gì? Thì mấy nhỏ nó cho ăn. Dạ hả? Cộng hôm qua cũng vô cho hết vài trăm. Giờ bà Bảy là hổng gà bữa hổng bà đi nhận quà của nhà con mà. Ừ. Là nhớ con không? Nhớ sao không? là lúc trước bà hái rau muống là mấy giờ bà hái? Hai cô khi sáng khi trưa cũng hết chắc nào hái chắc nấy. Người ta tiện mình là mình hái. Ừ. Là mỗi một ngày như thế là bà Bảy bỏ được bao nhiêu ký rau muống bào? Có 3 ký, 2 ký, có bữa không có ký nào trơn. Ủa sao vậy? Bây giờ người ta ăn ít xỉu hả? Ta ít ăn rau muống hả? Ừ. Họ hái muống giờ biết nhiêu năm chưa? Nhiêu năm rồi? Năm 2004 tới giờ. 16 năm rồi. Hái là ra hoài. 17 năm. Bà Bảy ở nhà sống có mình hả? Có mình hả? À. Hồi đó ông Bảy là mất lâu chưa bà Bảy? Ông chết giờ 14 năm rồi. Năm 60 tuổi, năm nay 63, phải 14 không? 60 tuổi, năm nay 63 hả? Ừ. Năm nay 73 chứ? Ồ, 73. 14 hay 13, 14 năm. 14 năm. Ừ, hái là gai gì? Dạ. Bữa có, bữa không. Hồi sáng giờ bà hái ở cái đám này không hả? Có vòng vòng đằng đó ở đây nè. Rồi hàng ngày là cái đám rau muống bà thường hái là hái ở đâu? Một lần trồng ngay chỗ cái mé ngọn đi dại vô giờ tôi xịt chết hơn rồi. Còn cái này là tự nó lên mình hái. Hồi lần có trồng nữa ha? Trồng. Trồng năm 2004 tới giờ đó, ở ngoài ngọn đó đó, giờ mấy ổng xịt chết, xịt hết trơn. Rồi, hái ra này bà phải về mắt lặt lá ra rồi mới bào được. Ừ. Vậy đó. Hái lai rai, lai rai. Hái được 20 ký rồi hả bà Bảy? Chắc 20 quá. Đâu ôm lên đây đi bà Bảy. Chưa, đi dài lại đằng kia. Lúng nước không? Ở đây không có lúng. Dạ? Ở đây ít lúng. Gắn cái miếng cho bà Bảy, bà Bảy. Bà Bảy có con cá gì không bà Bảy? Có đâu, có lưỡi, không có đứa nào hơn. Bà vô, bà với ông Bảy là không có đứa con luôn? Không có, từ đó tới giờ luôn. Sống con mình tối ngày thì hái muốn, hồi ổng còn sống thì hái nuôi ổng. Rồi giờ ổng chết thì mình ăn mình. Trời ơi. Lâu lâu rồi mấy nhỏ nó cho tiền. Nhỏ nào? Chút không có con mà ai? Có khi được lên được cho này. À dạ. Được đánh á. Dạ. Anh được ở Hồng Ngự nha. Ừ. Nó con của Nhanh, con của chú ông Sáu của mày. Khổ ghê á. Hái rau muống bỏ kìa cô bác của anh chị. Ngày nào cũng hái. Không ngày còn tiền không bà Bảy? Ừ, hết rồi. Dạ. Trọng mới cho hụt qua 200. Ai cho 200? Trọng. Trọng nào? 7 cộng quá. Dạ. Hồi hổm thì ba cái đất ở ngoài đó mượn tiền nó rồi bắt đầu mới đổ mình mong trên ở nhà không kể chích vô không đem lên đây nè bà Bảy bó đem lên đây nè bó nói chuyện luôn. Ừ. Ồ cái đống rau muống này đây nữa nè. Ừ.
Là được 2 đống đó hả? 2 đống. Đống gì được 10 kg không? Chắc đó dưới này chắc cỡ 20. Hơn 20 gì không biết. Ôi. Bà có đi hái buổi sáng không bà bảy? Không. Có khi đi hái buổi sáng thì cỡ lần á, còn giờ chiều có, trưa có. Sẵn đây bó luôn ha. Lên đây đi, để đâu nó ướt bà bảy. Ướt dễ. Lên đây này con ấy cho. Con phụ bà. Ha. Không lên. À có nghĩa là bà bảy để cái rau muống đó ở dưới đó để mà cho nó tươi luôn đó phải không? Để cho nó sạch đất. Nên rảnh đất không? Đó. Bao nhiêu đó rau muống là 20 kg rau muống là ký này bà bán nhiêu tiền? 5.000 ký. Bà bán coi 5.000 ký. Ừ. Là 20 kg là được 100.000. 100.000. Vậy là ngon rồi. Bà bảy. Con rồi. Hồi sáng con kêu bà là hái 20-30 kg gì cũng được mà. Có đâu hái nhiều, có nhiều đó. Có nhiều hết rồi. Mà rau muống ngày nào cũng hái hay là mỗi lần hái 2-3 ngày mới bà không nữa. Hái ngày bà 2-3 ngày gì đó. Dạ. Rau muống này làm gì ăn ngon nhất biết không cô bác anh chị? Rau muống này mà bóp gỏi là số 1 luôn á. Ừ. Gỏi. Gỏi đâu hoặc là nấu canh chua. Già lội từng ngày đúng nghiệp ghê. 73 hả bà bảy? 73. Chứ mà đâu còn nhỏ nữa. Đây đi giờ. Anh ngại là bà đợi. Lên đây là ngồi nghỉ mệt bà bảy. Không, bên gần. Chuyện có ẩm có ẩm. Không, lắm. Nặng lắm hả? Trời ơi, nhiều dữ ha. Bà đem lên Sài Gòn bán là 50.000 bó á. Bà nghe nó nói không? Có nghe nói cho muốn Sài Gòn 50.000 ký không? Cho muốn Sài Gòn thì nó phải mắc rồi. Sao mắc? Đây đây đây. Không có lỡ cái bụi này cho nó sạch. Qua đây, để đem đây đi, không sao hết. Để, đem lên đây. Dạ. Rồi. Rồi lên bà bảy. Nước luôn á, mới 20 kg á. Chứ bình thường sao được. Dạ. Thấy hơi nhiều nhiều nó chứ. Bà ngồi xuống đây. Bà bảy. Bà lấy cây đó chứ bà. Cây đó. Bà xuống đây bà cháu tâm sự tí xíu đi. Bữa nào ra nhà bà. Ây da. Kiến. Ngồi xuống đây bà bảy. Sao giờ có mình không có đất cát không có gì trơn mà ngày nào ăn nấy lây ra gì bữa bây giờ con mình... mua làm từ thiện nè rồi sao cho không hay sao cho cũng được có sao đâu hả cho cũng được hay là bán 10 ký cho 10 ký nhiêu cũng được hay là cho luôn cho hết luôn cho hết luôn hả ừ. Làm từ thiện là cho hết luôn à. Cho hết lấy tiền đâu xài tiền thì người khác cho mình nữa cái này là mua để mà gỡ mấy khu phong tỏa khu cách ly hay là phát cho những người mà không có rau củ á rồi cho luôn hả ừ. Ôi chơi sang dữ ta ừ. Cho mà buồn không buồn ít vậy sao không buồn nhiều khi mấy bả nấu uống riêu rồi mấy bả tự thiện thì mình rau muống người ta bún thì tự thiện còn mình á thì mình rau muống mình tự thiện luôn hoài chứ chứ gì có không có không bà bảy có chứ thì cái bà bảy bún riêu trở nó bà bảy viền á dạ tới 30/29 cái bả tự thiện thì mình đem rau muống lên thì mình bán bả lấy tiền nhưng mà bả nó tự thiện thì tôi tự thiện luôn ai cũng vậy nếu ai tự thiện là mình bảo muốn thì mình tự thiện
cao nhiều. Người ta nói làm từ thiện là bà không lấy tiền luôn? Không. Sao vậy? Tại vì người ta giàu người ta có tiền làm từ thiện, còn bây giờ bà khổ rồi cũng làm từ thiện luôn. Ừ, vậy chứ lâu lâu thì có một bữa. Mình ngày khác mình ăn, lấy khai. Sao cười? Vậy chứ sao? Cuộc đời của bà thấy gì thấy khổ vậy không? Không khổ. À. Khổ sao không khổ? Thấy người ta có con mà mình lại không có con, bảy mấy tuổi rồi hết tuổi lao động, giờ đi hái tầng cộng có muốn ngoài đồng mưa gió lội nước lội sình gì nè, rồi thấy bà thấy cuộc đời mình sao? Thì mình cũng khổ, thì giờ mình ăn rai gai đi, giờ được ngày nào ăn ngày nấy, còn không được thì đi lỡ con cháu đứa này cho ông má, đứa kia cho ông má thì mình ăn. Chứ giờ sao vậy? Tại số phận của mình vậy rồi. Ước mơ của bà Bảy là ước mơ gì không? Ước mơ giờ mình có tiền thì mình sống cho nó khỏe một chút vậy thôi. Dạ. Không gầy, không có tiền luôn. Không, mơ hết tiền cộng mới vô cho qua 200. Dạ. Rồi không có hổng. Mà bữa đó trong trọng, bữa hình chùi nó đi vô rồi nó bước lọt. Cái bữa sau lại thấy hầm minh quá, bắt đầu tôi mới dở ra, cái đi ra mượn nó 1.2 triệu về cái lấy đất đổ lên nền nhà vợ. Ngày mai thì bà cứ hái rau muống cho con nữa đi nghe. Mai thì bà hái đi, rồi hái được nhiêu hay nhiêu. Hái nhiêu con cứ mua hết, con gửi cho khu cách ly của bà thiện luôn. Hái chừng 30 ký à, chứ không hái nhiều, có đâu nhiều. Sao vậy? Thì đủ nhiêu mình chở được rồi. Hái nhiêu được hay nhiêu rồi con mua lại của bà. Dạ. Rồi thôi bây giờ như thế này nè. Rau muống tao bán tới 50.000 ký á. Bà chuyển lên Sài Gòn, mấy người Sài Gòn hiện nay còn thiếu được bán 50.000 ký. Sao bà bán 5.000 ký vậy? Chứ ở đây vậy mà còn không có, người ta còn không mua ở đây. Bán 5.000 ký ta còn không mua hả? Rồi quá, nói vậy rồi sao bà bảy dắt vậy? Được, đổi được. Đổi được hả? Nè. Để vô. Chắc lên rồi đổi. Đội lên đầu luôn. Đầu luôn. Trời ơi. Lần nhà mình ngày xưa thấy không, hai ông bà lúc đó mình mười mấy tuổi thì hai ông bà cũng 40 mấy tuổi à? Ừ, 40 thở rồi về đây hình như là 40 mấy. Hai ông bà sức khỏe lắm. Thôi bây giờ như thế này nè, nhà bà Bảy chắc còn gạo ăn mà đúng không? Còn gạo nhiều không? Nhiều nhiều. Ẩm mày cho đó rồi. Bữa mấy ông ngoài xã chở vô cho ông bao nữa. Dạ, chị là mừng rồi. Bao được 15 ký đó thì gì đúng không? 25 gì không biết. Rồi hôm nay như thế này đi bà Bảy ơi. Hôm nay thì coi như là hôm nay thì con ủng hộ bà. Mua bốn bao rau muống thì chịu, chịu không? Chịu nhiều nhất. Ta mua rau muống 1 ký là 50.000 thì 10 ký là 500.000, 20 ký là 1 triệu. Ừ. Đúng không? Cho nhiêu được nhiêu. Vậy nè, hay là 5.000? 5.000 cũng được. 5.000 cũng được hả? Nó chơi với bà Bảy hôm nay thì con biết bà sống gì đó, thì con mua bằng gỡ bằng tiền là 1 triệu tiền rau muống ha. Ừ. Bà cầm giúp con. Thì như thế này, bà hái rau muống đi, người bà để người ta bao nhiêu 1 ký thì bà để. Bà bán người ta nhiêu ký thì bà bán con nhiêu cũng được. 5.000 cũng được, 1.000 cũng được. Để mai con mua đi khu từ thiện. Mà hái giờ mình từ thiện cũng được. Không, bây giờ bà cứ hái đi con mua nha. Hái đi, hái nhiêu con mua. Mai vô nhà ha. Mai con vô nhà bà. Mai sáng thì đi hái. Dạ. Hái chở về nhà. Cái này là con ủng hộ bà, mai mốt mà bà nói tôi bán cho ủng hộ nó 20 ký, nó mà để tôi 1 triệu. Cái tôi bán bà sao bà bán không nhiều, bà để hết xịu, ta chửi con bà. Con mua phá giá. Con cáo cho thêm mà. Dạ. Thôi hôm nay được này mừng không? Bà Bảy. Cô bác của chị thì người hồ xin chân thành cảm ơn cô bác của chị đã xem video này đến thời điểm này. Có mua thôi. Nó mua rau muống này với 1 triệu đồng chủ yếu là cho bà Bảy vui thôi, xin là sẻ phần nào cái khó khăn.
mà thời của Covid này á, mà bảy làm ăn vẫn được hết trơn á, nên anh đỡ ủng hộ bà mua cá mà có thể bà sống qua ngày được ha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng ủng hộ.